tiêm nhiều vaccine COVID-19 có ảnh hưởng tới sức khỏe. Bác sĩ Hồng Nga cho biết, tiêm vaccine COVID-19 cũng giống như bất kỳ loại vaccine nào khác, bao gồm liều cơ bản và liều nhắc lại. Trước khi tiêm, mỗi người đều được khám để đánh giá có đủ sức khỏe và các điều kiện cần thiết để đáp ứng với việc tiêm chủng hay không. Tùy theo cơ địa, vaccine COVID-19 cũng như những vaccine khác có thể gây ra những phản ứng bất lợi, thông thường nhất là sốt, đau nhức cơ, mệt mỏi, nhưng sẽ tự khỏi trong một vài ngày. Sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19, cộng đồng hoàn toàn có thể tiêm được các loại vaccine khác như bình thường theo cơ chế phối hợp và bác sĩ sẽ tư vấn, hướng dẫn lịch tiêm phù hợp nhất. Việc tiêm vaccine COVID-19 hoàn toàn không có chống chỉ định hoặc bất kỳ cản trở nào khác, bác sĩ Hồng Nga nói. Hiện nay, Bộ Y tế đã ra chỉ đạo yêu cầu tất cả các địa phương tiêm phòng vaccine COVID-19 liều nhắc lại lần 2 cho những người dân đã đủ điều kiện tiêm chủng. Tiêm chủng mũi nhắc lại là cần thiết và có ý nghĩa, đặc biệt trong bối cảnh cả nước đang bước vào giai đoạn khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc tiêm nhắc lại vaccine sẽ giúp cơ thể tăng cường và khôi phục lại khả năng bảo vệ khi những liều tiêm trước đang giảm dần kháng thể. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!